Xin chào anh em. Hôm nay thì nhiều anh em cũng điện hỏi là có phần music á, phần music nhạc á, có âm ly mấy anh em á, thì sao tiếng nó rà rạc mà nó không có nhuyễn cái tiếng, mà tiếng nghe nó khô khan lắm, nó ít chép. Thì có nhiều anh em thì anh em biết không, thì mấy đợt trước á, thì mình cũng giải thích rồi, khi anh em mà mua á, mà trúng âm ly á, mà nó xài IC 3S á, thì nó hỗ trợ cái phần chép lên. Nhưng mà nếu anh em mua mà trúng có hai con IC bom xít thì thường người ta xài trên thị trường có hai con IC thôi, thì tiếng rất là khô, tiếng sẽ không nhuyễn. Thì hôm nay mình tại vì sao anh em biết không, mình hướng dẫn này, con môi IC thì nó sẽ có tụ này, lọc chép này, khích đại lọc chép này, cái phần 3S thì anh em là không có hai IC thì nó không có cái phần đó. Thì hôm nay thì mình hướng dẫn cho anh em dễ làm, đơn giản thôi. Đầu tiên thì anh em mình chuẩn bị con 331 bi nha, tụ bi á, 331, tụ bi 31 hai con, hai con 331, 331 nha bi. Thì anh em sẽ két cái chân ngắn lại, nhưng mà két cái chân dài nè, chân hơi dài thì anh em két ngắn lại một chút. Thì anh em cái volume này là cái volume của phần music. Bên từ bên trái là chân số 1, số 2, số 3. Chân số 1 là dàn mắt, anh em không đụng vô. Mình sẽ hàng từ chân số 2 và qua chân số 3. Đấy. Và dưới một cây đó là led ride, hai cây led ride thì mình phải làm giống nhau luôn là nó mới đều tiếng. Đây, chân số 2 qua chân số 3 và chân số 2 qua chân số 3. Khi anh em mà vặn cái đây lên thì tần số chép nó sẽ đi qua tín hiệu của volume. Volume là gọi là volume, nhưng mà đúng ra là gọi là biến trở. Khi con biến trở này nó sẽ, mình vặn càng cao tín hiệu lên là tiếng chép nó còn đi qua. Nó sẽ từ tiếng chép bass thì nó phải nhuyễn, nhuyễn tiếng. Nó đều tiếng rất là hay, tiếng rất là trong. Vì sao? Đường tín hiệu của khách đại này mà đưa lên thì qua cái volume này sẽ đi qua, volume qua thì tín hiệu rất là nhuyễn, tiếng bass tiếng chép rất là hay, rất là trong. Tại vì mình sẽ đi qua cái tần số con 3331. Đấy. Anh em là không phải lo. Thì có anh em, cũng nhiều anh em cũng biết, nói chung có nghề mà làm điện tử mà sản xuất âm thanh á, người ta sẽ có biết. Có anh em xài 471, 471 thì tiếng chép sẽ nhiều hơn. Nhưng mà theo mình sử dụng Sena thì mình xài 331 là đủ. 331 thì mình nghe nó không có nhiều chép mà nó không ít chép, là nghe nó tương xứng với cái âm thanh. Còn anh em mà cũng có nhiều anh em họ làm 431 thì người ta thích chép nhiều thì người ta làm chép nhiều, thì bỏ 431 vô thì tiếng chép nó sẽ lên nữa. Còn mình hướng dẫn luôn cái phần master, anh em làm luôn, đã làm thì làm luôn. Thì phần master á, là anh em lấy hai con 331 nè, được tín hiệu mà để về đây là tín hiệu từ cái boy echo lên boy echo này phần master. Nhưng mà điểm này điểm lên echo phần mic á, mình hát thì anh em muốn tiếng ở trong, ra đây là chép nó không nhiều nghe, anh em làm mà chép nó không có lên mà tiếng sẽ trong ra từ đường tín hiệu. Mà anh em dàn 331 xuống là tiếng rất là trong, hát rất tiếng rất là mềm, rất là trong. Tại vì mình sẽ dàn cái tần số tín hiệu xuống nè, mắt nè, là tiếng ở trong ra mà nó không có nhiều chép đó. Còn mà chép nhiều thì mình đưa đi đường song song với cái biến trở thì chép nó mới lên. Còn mình dàn mắt là nó sẽ trong tiếng ra chứ nó không có nhiều tiếng chép, anh em lưu ý nha. Còn tuyệt đối master là anh em không được dàn ngang, phần master là anh em không được dàn qua ngang, dàn 331 qua là tiếng nó sẽ hú mic nha, không được dùng phần master. Chị dùng phần music thì nó không ảnh hưởng phần master, anh em với phần nhạc đây nó nhiều chuyên chép đây là tiếng trong ra nó hay thôi. Còn cái phần này là anh em làm nhà là không hú nha, không liên quan gì tới phần mic với phần echo, hú nha, tiếng ở trong ra thôi, không nhiều chép. Còn nếu anh em làm đây thì tiếng nó sẽ hú, nên tuyệt đối không có làm phần master phần này, chỉ làm phần music để muốn tiếng chép ở nhiều tiếng nhạc cho nó hay á thì anh em sẽ làm như vậy. Nếu anh em thấy clip này hay, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ mọi người cùng xem. Tạm biệt anh em.